Và để Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Thế Anh cũng như là quý vị khán giả có cái nhìn tổng quát hơn về phiên chất vấn vào đầu giờ chiều nay với Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp ngay sau đây. Liên quan đến cái phân định xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đánh giá cái tác động của cái quyết định 861 ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhất là việc mà 2,4 triệu người dân không còn là đối tượng được nhà nước mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cái việc phân định này thì nó xảy ra một vấn đề, nó sinh ra một vấn đề là khi mà ta xác định được xã nghèo, thôn nghèo thì còn những xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% thì không còn là xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nữa. Đây là một vấn đề bất cập. Cái tác động của quyết định 861 thì cũng dẫn dắt từ ý thứ nhất mà tôi nêu, sau khi có quyết định 861 phê duyệt các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xã đặc biệt khó khăn của Thủ tướng Chính phủ thì các xã đã không còn là vùng đồng bào dân tộc khó khăn của cái giai đoạn trước, là còn hơn 1.800 xã đã thoát khỏi diện hộ nghèo, không nằm trong vùng đặc biệt khó khăn nữa. Như vậy các xã này không được hưởng các chính sách đang đầu tư của giai đoạn 2016-2020, có 2,1 triệu người là giai đoạn 2016-2021 vẫn còn đang là nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, nhưng đã bị ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn thì có 2,1 triệu người là không tiếp tục được nhà nước hỗ trợ chính sách bảo hiểm. Thì vấn đề này là vấn đề rất lớn và Ủy ban Dân tộc cũng đã báo cáo với Chính phủ và Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế để sửa cửa nghị định 146. Thế và Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan đang sửa. Chính sách dân tộc hiện nay là tản mát ở nhiều văn bản, chồng chéo, nhiều tầng nấc, nguồn lực thì bị phân tán dẫn đến chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính bền vững. Như dầu đổ vào đèn, cháy hết thì lại đổ dầu cho đèn khỏi tắt. Vậy, ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Bộ trưởng có cho rằng cần thiết phải có rà soát điều chỉnh chính sách dân tộc để khắc phục những bất cập mang tính hệ thống hay không? Chính sách tản mạn cần rà soát thì theo quan điểm của tôi là tôi rất đồng tình vấn đề này và Ủy ban Dân tộc đã chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ và hiện nay chúng tôi đang thực hiện đề án là rà soát lại tất cả các chính sách dân tộc có liên quan và trình về với Chính phủ trong cuối năm nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Thế Anh, chúng ta cũng vừa được xem lại những cái nội dung mà đã được chất vấn trong cái phần đầu của ngày hôm nay đối với Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Có một cái câu nói cũng rất là hay của đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy của Đoàn Tây Ninh. Bà có nhắc đến một cái việc rằng là chính sách dân tộc của chúng ta hiện nay khá là chồng chéo, như là dầu đổ vào đèn, tức là hết cháy thì chúng ta lại đổ tiếp dầu vào. Và cái việc này thì sẽ dẫn đến thực trạng rằng là chúng ta sẽ khó có thể giải quyết cái chính sách một cách căn cơ và bài bản để có thể hỗ trợ tốt nhất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy thì ông có nhận định gì về cái vấn đề này ạ? Cái chính sách dân tộc và các chương trình dân tộc đối với khu vực miền núi nữa, thì được Đảng và Nhà nước chúng ta là đặc biệt quan tâm. Thế rõ ràng đây là cái vùng lõi của đói nghèo, của khó khăn. Và bao năm nay thì chúng ta cũng tập trung nguồn lực. Và như vậy là chúng ta phải rà soát từ cái thể chế đến cái chính sách để nó tránh chồng chéo. Ngay cả câu chuyện bây giờ chúng ta chạy song song ba cái chương trình mục tiêu quốc gia. Nếu như chúng ta không phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, trung ương và địa phương, thì ngay từ khâu chúng ta xây dựng kế hoạch và chúng ta triển khai kế hoạch thì cũng sẽ có những sự chồng chéo, thậm chí là trùng lặp. Thế thì rõ ràng ở đây là cái câu chuyện đặt ra là cái cơ chế chính sách chúng ta phải rà soát để hoàn thiện lại. Thậm chí có những chính sách chúng ta đã ban hành từ lâu rồi thì bây giờ nó có nhiều thay đổi thì chúng ta phải rà soát, chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Hai nữa là bây giờ chúng ta lấy cái tiêu chí là đối với những cái xã mà có tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% thì thoát ra khỏi xã hộ nghèo. Thế rõ ràng đây là đối tượng theo địa bàn. Chúng ta cũng cần phải quan tâm những đối tượng này. Chứ nếu như chúng ta chỉ như là một cái kẻ chỉ theo tiêu chí cái chúng ta đưa ra mà chúng ta không có chính sách hỗ trợ thì cái câu chuyện mà tái nghèo nó sẽ diễn ra và cái mục tiêu của chúng ta là giảm nghèo bền vững chúng ta sẽ không thực hiện được. Thì do vậy mà cái vấn đề đặt ra ở đây chính là đầu tiên chúng ta phải là cái thể chế chính sách và sau đó đấy chính là cái tổ chức thực hiện. Cái tổ chức thực hiện ở đây chính là cái sự phối hợp, phân cấp, phân quyền và theo quan điểm của tôi thì phân cấp mạnh xuống cho địa phương, cấp tỉnh để họ chủ động triển khai và trên cơ sở cái hành lang pháp lý cũng như cơ chế chính sách của trung ương chúng ta xây dựng thì sẽ
đảm bảo được cái câu chuyện là giảm thiểu những cái chồng chéo, những cái bất cập và những cái phối hợp mà nó còn chưa được đồng bộ và hiệu quả như hiện nay. Đúng như ông vừa chia sẻ, đấy là cái việc mà chúng ta thực hiện các cái chính sách một cách cơ học như hiện nay, ví dụ như là phân định vùng nghèo theo địa bàn, và chúng ta không để ý đến đối tượng tại cái địa bàn đó nữa thì rõ ràng là sẽ tác động rất là lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vậy thì cái việc chồng chéo và cái việc mà phân tán nguồn lực thực hiện như hiện nay đang triển khai thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia này? Đây là một cái vấn đề mà được rất nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm. Chúng ta có cái chương trình xây dựng nông thôn mới và bây giờ là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Có nghĩa là những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng ta tiếp tục nâng cao và kiểu mẫu. Thế còn lại cái chương trình giảm nghèo bền vững thì giai đoạn 21-25 và đến bây giờ là chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực dân tộc thiểu số. Như vậy là cả ba chương trình này nó đều liên quan đến cái đối tượng của chúng ta đây là gì? Là đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi và đặc biệt là cái khu vực nông thôn. Đấy, cả khu vực nông thôn của chúng ta nữa. Thế thì rõ ràng là nếu như chúng ta không xác định được những đối tượng để chúng ta ưu tiên thì nguồn lực của chúng ta sẽ bị giàn trải. Nguồn lực sẽ bị giàn trải. Mà chúng ta phải xác định là chúng ta phải đầu tư, phải có trọng tâm trọng điểm, tiết kiệm và hiệu quả. Đấy là quan điểm chỉ đạo thông suốt của Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đối với cái mục tiêu quốc gia, ba chương trình mục tiêu quốc gia này. Thế thì rõ ràng là các địa phương ở đây đóng vai trò rất quan trọng. Các địa phương phải rà soát xem là chính các đối tượng của mình, các địa bàn của mình đang cần những cái chính sách, những ưu tiên, những cái dự án đầu tư nào trước để làm cái đòn bẩy thúc đẩy song song với các cái triển khai các chính sách khác. Và tôi cho rằng là cùng với lại cái chính sách về đầu tư hoàn thiện cái hạ tầng thì cái song song với nó đấy chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ vào để cải thiện cái đời sống, ổn định cái sinh kế và phát triển sinh kế của người dân, thì khi đấy thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu. Còn nếu không, nó sẽ giống như một số chương trình khác, tức là kết thúc dự án thì người dân lại quay trở lại vị trí xuất phát. Thưa ông, trong cái phần điều hành phiên chất vấn thì Chủ tịch Quốc hội cũng có nhấn mạnh một cái điều rằng là chúng ta phải phân định rõ cái đối tượng thụ hưởng, và để chúng ta có thể thực hiện được cái 12 cái chính sách theo cái đối tượng thụ hưởng này một cách bài bản và rõ ràng. Vậy thì ông có nhận định gì về cái ý kiến chỉ đạo này và chúng ta cần phải thực hiện như nào? Cái việc mà chúng ta xác định được là khi ban hành cái quyết định 861 thì nó ảnh hưởng đến 2,1 triệu người mà trước đây thì theo cái tiêu chí cũ thì họ vẫn nằm ở trong cái xã khó khăn, đặc biệt khó khăn và được hưởng trợ cấp. Thế và bây giờ thì là theo cái tác động này thì có nghĩa là liên quan tới 12 cái chính sách mà 2,1 triệu người này không còn được hưởng nữa. Thì đây là một cái số lượng là lớn, không phải là nhỏ. Và chúng ta cần phải tiếp tục quan tâm đến cái đối tượng này. Ngay cả trường hợp và đối với những cái xã mà mới thoát khỏi ra cái xã gọi là đặc biệt khó khăn hay là xã còn khó khăn mà sang cái giai đoạn phát triển thì rõ ràng chúng ta vẫn cần phải có được những cái giống như gọi là cái cú mồi để tiếp tục duy trì cho họ phát triển ổn định, và đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta mới rút hẳn các chính sách của chúng ta đi, thì lúc đấy người dân người ta mới có thể sống tự bằng cái năng lực cũng như là cái nguồn vốn, và đặc biệt là qua cái đào tạo nghề thì giúp cho họ có được cái kiến thức, có được cái tay nghề để họ phát triển cái sinh kế, và quan trọng nhất cuối cùng là cái thu nhập, ổn định cái cuộc sống của họ, thì cái đấy là quan trọng nhất. Chắc chắn rằng là tất cả các chính sách của chúng ta đều phải hướng tới là làm thế nào để đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có một cái đời sống được nâng cao hơn, đúng không ạ? Và kinh tế tại vùng này sẽ phát triển hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Thế Anh đã tham gia với chúng tôi trong ngày hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên Truyền hình Quốc Việt Nam.